Nắng nữa à? Thấy em luôn số 1 chi mà. Dạ đông tầm số 2 ạ. Thôi tôi mình quý khách nào có cá mấy hoặc là chú cá mấy mình cũng chỉ vào đó này ạ. Đó vào tổng kiểm soát đây ạ. Đây, đây quầy vé. Đây. Quầy ưu tiên dành cho Tôn Đức Tăng. Đây. Em một vé bao nhiêu? 250. 250 một người. Rồi. Đây chú. Dạ con chào chú. Mình chú đi vệ sinh đi vệ sinh đi ạ. Đi vệ sinh xong rồi mình đi vệ sinh xong mình ra đây này. Bác vé ạ. Con ai đang với con thì đây là vé đây ạ. Đây con đúng là vé đây ạ. Đây ạ. Đây là vé ạ. Đây ạ. À. Dạ con gửi ạ. À. Dạ đây ạ. À. Rồi. Rồi. Dạ đây ạ. À. Dạ đây ạ. À. Rồi, rồi mình vô trong đi ạ. À, con chạy ngoan. Rồi, bạn Thịnh á sẽ ứng ra những con của mình, chụp hình cho gia đình mình và hẹn về gia đình mình chúng xem nhé. Alo. Rồi không sao hết. Rồi. Qua đi chú. Anh phải chuẩn bị có cái vợ em vợ anh đâu. Rồi từ chú nghe. Chú mình đi qua cửa bên này giùm con nha. Rồi, đi qua lỗ này con. Đi qua lỗ này con. Đi. Chạy tích đi. Xin chào anh Dễ và các bạn Sơn Thiêu, Đà Lạt, thuộc thôn Campu, xã Tura, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, được khánh thành từ lâu và được trùng tu, trở thành một nơi yên tĩnh, tịnh tâm và mang đậm nét văn hóa Phật giáo. Sơn Thiêu nổi bật với đại bảo tháp Kinh Luân với chiều cao khoảng hơn 37 cùng với khối lượng khoảng 200 tấn là đại bảo tháp lớn thế giới được Guinness World Records ghi nhận vào ngày 11 tháng 2 12 từ 12 năm 2022.
bạn sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp không chỉ khách du lịch trong khách trong nước mà khách quốc tế. Sunton Hill nằm vùng ngoại ô, cách trung tâm 41 km về phía đông nam. Bạn có thể lựa chọn nhiều phương tiện di chuyển như xe máy, ô tô, xe buýt tùy vào mục đích và nhu cầu. Dưới đây là đường đi và chi tiết nhất để đến Sunton Hill mà bạn có thể tham khảo. Đại bảo tháp Kinh Luân tại Sunton Hill là một hiện vật độc đáo nhất của Sunton Hill. Chính vì thế mà nơi đây đã có được xác lập kỷ lục thế giới Guinness công nhận, với bề ngoài được phủ lớp vàng 21K, trọng lượng nặng hơn 200 tấn. Xung quanh tháp là những câu chú nguyện. Hiện tại có rất nhiều chùa chiền có những tháp. Ngoài đại bảo tháp thì tòa chánh điện cũng được thiết kế độc đáo. Đây là nơi thuyền xương tổ chức các buổi lễ Phật giáo, tiếp đón quan khách tham quan. Nếu bạn muốn chiêm ngưỡng hết cảnh quan của chùa thì còn có thể mang theo lối cầu thang bên cạnh tòa chánh điện vào những buổi sáng sớm, leo lên đây để đón bình minh và sáng mai chiều xế đón hoàng hôn, được hòa mình vào thiên nhiên cùng với một không gian hòa nhã và yên bình dịu êm. Một nơi linh thiêng rộng lớn với tinh hoa màu sắc đẹp của tín ngưỡng Phật giáo. Ngoài ra bạn có cơ hội được lưu trú tại nhà tỉnh, một nơi được thiết kế từ văn hóa và nét độc đáo của Himalaya, là những căn hộ riêng biệt có phòng ngủ, phòng ăn, được hòa mình vào thiên nhiên cũng là một trong khoảng không để tin được chính mình. Và nơi đây bạn đi nhẹ nói khẽ, cười duyên, không gây ồn ào, mất trật tự, không đùa đùa giỡn chữ bài trong chùa, không phá hoại di sản, dịch chuyển những vật dụng trong chùa, giữ gìn vệ sinh và khuôn viên. Lời kết, bạn là một người yêu thích hay là một người con của Phật giáo thì Sunton Hill Đà Lạt sẽ là một nơi hoàn hảo khi đặt chân đến Đà Lạt. Chắc chắn rằng nơi này sẽ giúp bạn có được một cảm giác thoải mái và thư thái nhất, là một nơi linh thiêng đẹp đẽ nhất định bạn sẽ phải đến. Anh chị em vui lòng đăng ký kênh Lê Dũng Đà Nẵng City. Xin cảm ơn rất nhiều.